Theo ước tính của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, nước này sẽ cần tới 2,72 triệu nhân viên làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi vào năm 2040. Điều này dẫn đến áp lực hiện hữu là Nhật Bản sẽ thiếu hụt khoảng gần 600.000 nhân viên. Ước tính này được đưa ra dựa trên kế hoạch kinh doanh chăm sóc điều dưỡng của từng địa phương lập nên trên cơ sở 3 năm một lần. Theo đó, tính đến năm 2026, Nhật Bản dự kiến sẽ cần khoảng 2,4 triệu nhân viên điều dưỡng và sẽ tiếp tục tăng lên 2,72 triệu nhân viên vào năm 2040 khi thế hệ baby boomer sẽ trở thành người cao tuổi. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản nhấn mạnh, để loại bỏ tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng này, Nhật Bản cần đảm bảo trung bình ít nhất có 32.000 nhân viên chăm sóc điều dưỡng mỗi năm. Thống kê của chính phủ Nhật Bản cho biết, tổng dân số của nước này sẽ ở mức 110,9 triệu người vào năm 2040 giảm 12,7% từ mức 125,8 triệu người của năm 2020. Tuổi thọ trung bình của người Nhật cũng tăng 7,5 năm lên 84,2 tuổi, trong khi tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động giảm